Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, bão Hải Quỳ đã đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc đến 2 lần, ở cấp độ bão rất mạnh, gây nhiều thiệt hại. Một video ghi lại cảnh gió còn đẩy lùi được một chiếc ô tô ngay trên đường. Bão Hải Quỳ đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc lần thứ nhất vào ngày Chủ nhật, sau đó nó có vẻ đã rời đi, nhưng rồi lại đổ bộ lần thứ hai vào ngày thứ hai, trước khi giảm cấp độ từ bão rất mạnh xuống thành bão mạnh. Không chỉ quật ngã cây cối, gây mưa lớn đến mức ngập lụt, bão Hải Quỳ còn khiến 78 người bị thương, chủ yếu do cây đổ và do tai nạn ô tô liên hoàn đến mưa bão. Theo hãng tin Anadolu, tôi đã sống ở đây rất lâu và tôi chưa bao giờ thấy gió mạnh đến vậy, ông Trần Hải Phong, 55 tuổi nói. Đây là video gió cực mạnh do bão Hải Quỳ đã đẩy lùi một chiếc ô tô ngay trên đường. Hải Quỳ là cơn bão lớn đầu tiên đổ bộ Đài Loan trong vòng 4 năm. Theo trang China News Asia, nó khiến hơn 7.000 người phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay phải hủy và các công ty đều phải tạm đóng cửa. Trong ngày Chủ nhật, hơn 200.000 hộ dân mất điện. Đến ngày thứ hai vẫn còn gần 60.000 hộ dân chưa có điện. Phần lớn các trường học và công ty vẫn tạm dừng hoạt động. Đến sáng thứ ba, bão Hải Quỳ đã đổ bộ vào vùng bờ biển của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào lúc khoảng 5 giờ 20 phút theo giờ địa phương. Theo Đài quan sát khí tượng trung tâm được đăng trên trang ECNS của Trung Quốc, tuy nhiên sau khi rời Đài Loan, bão Hải Quỳ đã yếu đi nhanh chóng và hiện chỉ là áp thấp nhiệt đới, gây mưa to ở một số khu vực như tỉnh Phúc Kiến, phía đông tỉnh Quảng Đông. Thưa quý vị, thời tiết tại Trung Quốc tiếp tục diễn biến xấu do ảnh hưởng của bão Hải Quỳ, cơn bão thứ 11 đổ bộ vào nước này trong năm nay. Rạng sáng thứ Sáu, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã nâng mức cảnh báo lũ lụt do mưa lớn từ mức 4 lên mức 2, mức cao thứ hai về thiên tai. Do ảnh hưởng của bão Hải Quỳ, nhiều thành phố và huyện ở vùng đồng bằng Châu Giang hứng chịu mưa lớn kể từ ngày thứ Năm. Theo trạm quan trắc khí tượng Quảng Châu, từ sáng ngày thứ Năm đến sáng thứ Sáu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông chứng kiến đợt mưa bão mạnh nhất trong năm nay. Tân Hoa Xã đưa tin, thành phố Thâm Quyến, miền Nam nước này hứng chịu trận mưa lớn nhất kể từ khi dữ liệu được ghi chép năm 1952. Từ 17 giờ theo giờ địa phương, chiều ngày thứ Năm đến 6 giờ sáng ngày thứ Sáu, lượng mưa trung bình tại Thâm Quyến là 202,8mm và tổng lượng mưa trong khoảng thời gian trên tới 469mm. Lượng mưa này phá vỡ nhiều kỷ lục được xác nhận kể từ hơn 70 năm trước. Trong khi đó, truyền thông Thâm Quyến cho biết lượng mưa trong một ngày tại thành phố 17,7 triệu dân này dự kiến vượt 500mm. Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền thành phố đã ra thông báo cho các trường học trên toàn thành phố nghỉ học ngày thứ Sáu. Một số quận trong thành phố cũng cho phép các văn phòng tạm thời đóng cửa. Dịch vụ của một số tuyến tàu điện ngầm cũng tạm dừng hoạt động. Nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh đến các khu vực nguy hiểm như vùng núi, sông hồ, sườn dốc. Mưa lớn hoành hành một số khu vực của Trung Quốc sau khi bão Hải Quỳ đổ vào tỉnh Phúc Kiến, đông nam nước này, gây thiệt hại kinh tế khoảng 691 triệu đô la Mỹ. Sau đó di chuyển về phía Tây đến Quảng Đông ngày thứ Năm, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NMC Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo màu vàng về mưa bão khi dự báo các trận mưa lớn sẽ trút xuống nhiều khu vực ở miền Bắc, Tây Bắc và miền Nam nước này. Theo NMC, trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ sáng ngày 9 tháng 9, dự báo mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực của Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh và vùng lãnh thổ Đài Loan. Một số vùng thuộc những khu vực này có thể hứng chịu lượng mưa tối đa trên 80mm/giờ, kèm theo lốc và gió giật mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc. Theo đó, màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo mưa lớn tiếp tục trút xuống các khu vực trung tâm và tây nam tỉnh Quảng Đông, trong đó có Thâm Quyến, đến rạng sáng ngày thứ Bảy. Mặc dù bão Hải Quỳ đã đi qua nhưng hoàn lưu của cơn bão này vẫn gây ra mưa lớn kỷ lục, làm ngập lụt nghiêm trọng, giao thông chia cắt. Trường học đóng cửa ở nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc, Hồng Kông và Thâm Quyến đã hứng chịu mưa lớn kỷ lục do ảnh hưởng của bão Hải Quỳ. Theo Reuters, ngày thứ Sáu, Trung tâm Tài chính Châu Á của Hồng Kông đã bị ngập bởi trận mưa lớn nhất kể từ khi cơ quan thời tiết nước này thu thập dữ liệu quan trắc cách đây 140 năm. 83 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng do mưa lũ, ảnh hưởng của bão Hải Quỳ gây ra khiến nhiều hoạt động bị gián đoạn.
Các video cho thấy dòng nước tràn xuống một sườn đồi dốc, ngập sâu đến thắt lưng trên những con phố chật hẹp và làm ngập các trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm và đường hầm. Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho thành phố Thâm Quyến gần đó của Trung Quốc. Trung tâm công nghệ này hơn 17,7 triệu dân. Các tuyến giao thông và kinh doanh xuyên suốt vùng đồng bằng sông Châu Giang có tầm quan trọng về mặt kinh tế đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Mặc dù bão Hải Quỳ, cơn bão đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hoàn lưu của bão đã trút xuống một lượng mưa khổng lồ xuống những khu vực vẫn còn ngập nước sau khi bị ảnh hưởng của siêu bão Sao La một tuần trước đó. Cục Thời tiết Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo mưa bão cao nhất và cho biết lượng mưa đạt hơn 200mm đã được ghi nhận trên đảo chính của Hồng Kông, quận Cửu Long và khu vực phía đông bắc tân giới của thành phố từ cuối ngày thứ Năm. Lãnh đạo thành phố John Lee cho biết ông rất lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực và đã chỉ đạo tất cả các sở, ban, ngành tại đây phải ứng phó bằng mọi nỗ lực. Chính quyền Hồng Kông đã đóng cửa trường học vào ngày thứ Sáu và yêu cầu công nhân ở nhà. Sàn giao dịch chứng khoán không mở cửa giao dịch buổi sáng và sẽ tiếp tục đóng cửa vào buổi chiều nếu cảnh báo mưa bão màu đen vẫn còn hiệu lực vào buổi trưa. MTR Corp, công ty điều hành mạng lưới đường sắt của thành phố cho biết ít nhất một tuyến tàu đã ngừng hoạt động trong khi các tuyến tàu khác đang hoạt động nhưng bị chậm trễ do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Đường hầm xuyên cảng của thành phố, một trong những tuyến đường huyết mạch nối đảo Hồng Kông với Cửu Long bị ngập và một trung tâm mua sắm ở quận Chai Quan bị ngập một nửa. Một số hoạt động thông quan hành khách và hàng hóa tại hai điểm biên giới giữa Hồng Kông và Thâm Quyến đã phải tạm dừng do lũ lụt. Các nhà điều hành phà Ma Cao ở Hồng Kông cho biết một số chuyến đi đến trung tâm sòng bạc sẽ bị đình chỉ. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trên đến đầu ngày thứ Bảy tại khu vực miền Trung và Tây Nam tỉnh Quảng Đông. Tất cả trường học, một số ga tàu điện ngầm và văn phòng ở thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông đã đóng cửa vào ngày thứ Sáu. Lực lượng cứu hộ đã phong tỏa các hố ga tràn nước, bế một đứa trẻ ra khỏi phương tiện mắc kẹt và hướng dẫn những người đi xe máy băng qua dòng nước đục ngầu. Ước tính lượng mưa đạt tới 465,5mm. Ở Thâm Quyến, trong khoảng 12 giờ, mức cao nhất kể từ khi thu thập dữ liệu quan trắc bắt đầu vào năm 1952. Truyền thông Thâm Quyến cho biết lượng mưa hàng ngày tại thành phố ở đồng bằng sông Châu Giang, nối Hồng Kông với đất liền Trung Quốc dự kiến sẽ vượt quá 500mm. Các video cho thấy cả khu vực ra vào của nhà ga đường sắt Thâm Quyến đều bị ngập. Các tuyến tàu nối thành phố và thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Châu đã bị đình chỉ. Khoảng 100 người bị mắc kẹt tại nhà ga. Trường học tại 10 quận của Quảng Châu nghỉ học trong ngày hoặc phải mở cửa muộn, trong khi thành phố Chu Hải gần Ma Cao cảnh báo ngập úng và sạt lở đất. Thưa quý vị, bão Hải Quỳ đã đi qua gần chục ngày nhưng ảnh hưởng vẫn chưa kết thúc. Hoàn lưu của bão đã khiến khu vực phía nam nước này xảy ra mưa lớn. Ít nhất đã có 10 người thiệt mạng ở Quảng Tây, trong khi hơn 63.000 người ở Tứ Xuyên phải di rời đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của tàn dư bão Hải Quỳ, mưa lớn đã xảy ra liên tục ở thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây. Mưa xối xả đạt mức kỷ lục ở nhiều nơi tại đây đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Trong khi công tác cứu hộ và xử lý rủi ro thiên tai tiềm ẩn được gấp rút tiến hành ở Ngọc Lâm, Quảng Tây, thì hơn 63.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Trung Quốc đã phải di rời để đối phó với những trận mưa lớn kéo dài quét qua tỉnh này từ ngày thứ Hai. Mưa lớn đã tấn công bồn địa Tứ Xuyên suốt từ 7 giờ sáng thứ Hai đến 7 giờ sáng thứ Ba, với lượng mưa lớn như trút đổ xuống ở nhiều địa phương. Trong đó, lượng mưa lớn nhất đo được ở thị trấn Tập Phượng, quận Gia Lăng, thành phố Nam Sung lên tới 211,7mm. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh này, để đối phó với tình trạng mưa lớn kéo dài, 76 quận, huyện thuộc 19 thành phố và châu tự trị trong tỉnh đã phải di rời tổng cộng 63.706 người của 20.365 hộ gia đình. Chính quyền địa phương cũng đã giám sát và chỉ đạo việc sơ tán hơn 2.700 người khỏi 34 mỏ than tại 5 thành phố. 74 đội cứu hộ gồm 450 chuyên gia và hơn 160 thiết bị chuyên dụng đã được triển khai, trong khi hơn 700 người thuộc 232 tổ công tác và hơn 350 lượt đội cứu hộ gồm 1.290 người tại các địa phương đã được huy động để đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Cũng do chịu ảnh hưởng của mưa lũ nghiêm trọng vì tàn dư của bão Hải Quỳ, hơn 70 con cá sấu đã bị sổng chuồng khỏi một trang trại nuôi nhốt ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, buộc giới chức địa phương phải triển khai lực lượng khẩn cấp để vây bắt. Truyền thông nước này cho biết lực lượng vây bắt đã phải sử dụng thiết bị sóng âm tìm kiếm ít nhất 69 con cá sấu trưởng thành và 6 con cá sấu con. Tuy nhiên, mực nước lũ cao khiến hoạt động gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã phải kêu gọi người dân không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.
Sau khi bão Hải Quỳ quét qua hồi tuần trước, miền Nam Trung Quốc và đặc khu Hồng Kông đã phải hứng chịu những trận mưa lớn dẫn tới lũ lụt. Trong đó, thành phố Thâm Quyến đã trải qua đợt mưa lớn nhất hơn 70 năm, còn Hồng Kông chịu sự tàn phá của trận mưa kỷ lục trong gần 140 năm qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!